Lớp mẫu giáo 2 tuổi đã phải nộp quỹ phụ huynh, nếu không đóng liền bị dọa cho con chuyển lớp hoặc chuyển trường gây bức xúc dư luận. Mới đây, một sự việc độc lạ mà chắc có lẽ chỉ có tại Việt Nam khiến ai nghe cũng nóng máu rùng rùng. Theo chia sẻ của một chị có con 2 tuổi đang học mầm non, các khoản thu trên trường chị đã đóng đầy đủ, không thiếu một xu theo quy định của nhà trường. Tuy nhiên, vào một ngày mở thông báo nhóm chat Zalo lên, chị đã rất bất ngờ khi trong nhóm của hội phụ huynh bỗng có thông báo mỗi cháu phải đóng 400.000 cho quỹ hội phụ huynh do trưởng ban tự đề xướng ra. Gửi kèm bên dưới là bản kế hoạch thu chi với tổng số tiền 6.800.000 sẽ được dùng để tổ chức party vào những ngày lễ như Phụ nữ Việt Nam, Halloween hay là Giáng sinh. Thế nhưng khi chị gái có ý kiến về vấn đề đóng quỹ 400.000 theo kiểu tự phát này thì ngay lập tức nhiều phụ huynh khác liền vào tra tấn tinh thần, thậm chí có người còn khuyên chị nếu không đóng quỹ thì có thể chuyển lớp hoặc chuyển trường luôn cũng được. Bức xúc hơn là một phụ huynh vô cảm còn thẳng thắn khiêu khích rằng nếu mẹ của bé không đóng tiền thì khi làm tiệc liên hoan sẽ cho con của chị ra rìa, ngồi một góc nhìn các bạn ăn, đừng mơ được hòa nhập với các cháu được đóng tiền quỹ này. Hiện tại, vụ việc đang khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Chỉ vì 400.000 tiền quỹ tự hội trưởng hội phụ huynh khởi xướng lên mà nỡ lòng nào cô lập em bé 2 tuổi, đối xử kỳ thị, phân biệt và đánh nghiến em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!